<laughs> Và video này sẽ dành cho những bạn sinh viên năm nhất Hãy xem hết video này để biết được Con đường của mình sau 4 năm học nó sẽ như thế nào Ok, let's go Thì các bạn biết là là đa số um, Các bạn sẽ có hai bức hình nha Rồi Hãy xem xem xét um, Một bạn sinh viên Để ở nào, từ quê mới lên là Ở đâu, ở thành phố cũng vậy Được năm đầu tiên Ok năm năm nhất mà có ai đâu đa số chơi là nhiều đúng không nào chơi rồi nhiều học thì ít Để, tại vì đa số tại bạn tại vì chắc chắn các bạn sẽ nghe là kiến thức ở năm nhất ấy, thì nó là tổng quát cho nên là học xong cũng không có gì xài trên đa số mọi người sẽ học theo kiểu học cho qua môn được rồi nào còn những bạn nào mà 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 có được cái tư duy tốt hơn một chút ha thì kêu là thu học học cho giỏi học cho giỏi ờ, ok rồi tiếp thì hôm nhất sẽ trôi qua rất là nhanh năm vợ nào, um, thì có bạn thêm thôi, có, có bạn có thêm nhìn vui thôi, chứ không có gì thêm hết, <laughs> ok. hoặc đâu đó một số bạn thì đi làm thêm một chút, làm thêm thì thì không có bằng cấp, um, không có kinh nghiệm thì đa số các bạn sẽ đi làm cà phê, rồi right, hoặc là đi bán cái gì đó, ok. đến đến năm hai, thì lúc này các bạn kiểu, <laughs> tại vì năm nhất mình đã tạo một thói quen rồi thói quen không có gì quan trọng cho nên năm nhất cũng sẽ trôi qua như năm hai ai làm thêm cũng sẽ làm thêm ok ai làm thêm thì cũng sẽ làm thêm nè ok ai uh, um, ai chăm học tiền ta cũng sẽ chăm học thôi ok vậy nè qua năm 3 ok qua năm 3 rồi bắt đầu học vô chuyên ngành rồi lúc này thì đâu có kiến thức gì đâu thì đại số kiến thức lượm nhặt nó rất là nhỏ kiến thức kiến thức nền tảng từ năm nhất năm 2 rồi. Thì bạn không có lượm nhặt gì hết trơn á, bạn cứ học qua môn thôi. Cho nên năm 3 làm sao low worry. Còn năm 4 thì sao? Năm con thời gian năm 4 mà làm gì có năm 4? Năm 4 nó đi thực, thực tập hết rồi. Cho nên bạn thấy là với sinh viên ấy, thì các bạn chỉ có năm 1, năm 2. Kệ lắm mình năm 3 để các bạn có thể là là phát triển bản thân mình lên đều là học tư duy học bán hàng học tất cả những bộ kỹ năng nào đó mà có thể giúp mình kiếm được tiền okay, thì thì đa số 80 đến 90 phần trăm sinh viên thì chơi làm thêm um, that's it ok và khi mà năm bốn ra trường thì mọi người sẽ thấy là gì trong tay chỉ có cái tấm bằng thôi những bạn nào mà đi làm đa số đa số các bạn sẽ đi làm bán hàng đúng không? thì các bạn sẽ có được kỹ năng bán hàng ok Uh, phần còn lại thì Chà, có các bạn thôi, Mà bị đâu? Rồi thì đến hôm này các bạn đi sinh việc, thì các bạn sẽ thấy một cái ngữ cảnh là gì, đó chính là không có tiếng anh. Những ông nào có tiếng anh, ông đã khác rồi. Những ông nào không có tiếng anh thì các bạn đã nhìn ông có một cái bức bức tranh một con đường đã khác rồi. Còn những người mà không có tiếng anh đó, họ đi đâu họ cũng thấy bất 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 bình, họ đi đâu họ cũng thấy bất an đó chứ. Từ lúc nào ở trong cái 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 um, cái job description đây là có mô tả công việc ở đường. yêu cầu là tiếng anh giao tiếp căn bản ielts 5.5 hoặc là 6.5 trở lên để nào còn nó mình chỉ có tấm bằng thôi để nào mình chỉ có cái tấm bằng thôi thì 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 thì, thì công việc của các bạn thì đa số nó sẽ từ khoảng 8 triệu 10 triệu 10 lắm luôn á nha cũng 10 triệu đổ xuống để nào thì các bạn tính này uh, ba mẹ cho mình ăn, đi ăn học 4 năm đại học nữa nè các mắc cả hai ba trăm triệu là ít đúng không nè và các bạn ở trong ở trên cái nhà trường thì bạn có ngỡ là à ra trường mình sẽ làm công việc này mình học cái này mình làm cái kia lương mình sẽ là 15 triệu đúng không nè nhưng mà bạn chắc không có đâu các bạn bạn ra xong rồi mình ngỡ ngàng luôn đó chính là chỗ ba này mình cho ăn mình ăn học 4 năm 4 năm ok à, mà lương ra ngoài chỉ có 8 đến 10 triệu thôi thôi cho nó trung bình là thật ra thì tại số 10 triệu đi mà các bạn làm từ các bạn sẽ làm 10 tiếng để nè từ 8 giờ sáng 8 giờ sáng đến đến 6 giờ chiều các bạn sau đây anh ơi rồi thì có 8 8 giờ sáng 9 giờ chiều thì cái lương mà công ty mà trả cho bạn 10 triệu á là trả bao gồm cái việc mà từ các bạn từ khi các bạn Uh, thức dậy đến khi bạn chuẩn bị các bạn lên xe, bạn đi đến trên nơi làm việc và tự nơi làm việc bạn về bạn thay đồ và bạn làm ẩu và còn bạn còn làm thêm những công việc mà trên công ty nó còn chưa làm xong á thì là 10 triệu. Thì cho là 10 tiếng, được chưa nào? Thì 10 tiếng đó 10 tiếng đó mà một tuần bạn làm công ty thường các bạn mà, mà 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 làm lương 10 triệu Chạy xuống ấy thì bạn làm 5 ngày rưỡi. Ok không? Nghĩa là một tuần các bạn sẽ làm 55 tiếng Một tuần làm 55 tiếng Một tháng là 200, 220 tiếng Ở nào, tôi sẽ lấy cái máy tính này tính cho các bạn nha 10 triệu đồng Chia cho 220 tiếng Thì mỗi tiếng của các bạn ấy, chỉ đánh giá khoảng 45 ngàn thôi Được không nào đó là cái 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 ngữ cảnh mà các bạn sẽ sẽ gặp nha và bạn chắc chắn bạn sẽ gặp luôn Ừ. đấy thì 45.000 ngàn bạn có thấy bằng xứng đáng không? ok Ờ thu mấy thằng đi làm nghề nữa, thu mấy thằng đi nó đi làm đầu bếp nó nó không đi học đại học mà nó ra làm nghề thôi, nó học sửa uh, xe không thôi, ok hoặc là làm đầu bếp đi, họ làm make up đi, thì lương nó mà sau 4 năm mà bằng có tụi các bạn ấy, thì đã làm hơn tiền các bạn rất nhiều rồi, ừ, nó làm nhiều tiền hơn bạn lắm rồi, Tại vì bạn lấy các bạn, tại vì uh, các bạn đó là là cái bằng học nó không, nó quan trọng nó không quan trọng không, bằng học quan trọng nha. Được rồi, nhưng mà giá trị của bạn mà cung cấp ra thị trường á và để thị trường đánh giá bạn có có đáng giá bao nhiêu tiền ấy thì nó chính là con số 10 triệu đó. Được không nào? Chứ không phải các bạn các bạn các bạn các bạn lúc đó bạn không có đem ra được cái giá trị gì cho một cho một cái tổ chức thì bạn có tấm bằng giỏi gì mày thì nó cũng vô dụng thôi. Mà bây giờ hiện thực là gì? Cái tấm bằng của bạn nó chỉ đánh giá được 10 triệu thôi. Một tháng. Ok thế là bà nghĩ này rồi 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 chi tìm sao rồi xe sao cổ làm sao bạn gái bạn trai làm sao rồi năm lên rồi, rồi bạn tiếp tục như vậy lên năm 30 tuổi bạn sẽ như thế nào đưa nào thì nó sẽ là khủng hoảng cái okay, đó là bức tranh của những bạn nào mà mà cứ nghĩ một 1 năm một 1, năm hai năm ba bốn năm học nó đơn giản như vậy hoặc là bạn nó có bạn có suy nghĩ như vậy ha ok các bạn còn một bức tranh khác là bạn hãy nhìn những người nào người ta phấn đấu người ta phát triển bản thân của họ về và họ có tiếng anh những con người nào mà họ có tiếng anh thì bạn sẽ thấy một cái tư duy họ khác một cái mindset họ khác và cách họ làm việc nó khác lắm để nào vào vị trí khi họ ra trường thì thì nó khác với các bạn hoàn toàn ok thì các bạn sẽ thấy là gì ờ, cũng là một cái bàn đại học được không nào nhưng những người mà có tiếng anh ấy họ ra ngoài đường ấy họ ra ngoài cái chợ, cái chợ chợ cái chợ lao động ấy người ta nhìn họ với một con mắt khác lắm không? ít nhất là họ cũng thuộc loại là thương gia nhà nhẹ còn các bạn là dân buôn dân đen được không nào suốt ngày chỉ cắm mặt làm việc rồi cuối tháng nhận lương thôi ok chưa nào còn những cái người mà người ta có ngoại ngữ có tiếng anh ấy thì họ có một option tốt hơn họ luôn luôn có một option tốt hơn bạn hãy nhìn xung quanh mạng coi những người mà yếu tiếng anh ấy và những người mà giỏi giỏi tiếng anh vô tiếp ấy thì bây giờ họ như thế nào rồi hãy nhìn vào họ và phấn đấu nhé đừng 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 có nghĩ là năm nhất năm hai đại học ok những cái thời điểm đó là những thời điểm cực kỳ tốt để các bạn trao dồi và nâng cấp được cái cái khả năng kiếm tiền của mình được nè và tiếng anh cũng sẽ là một cái khả năng kiếm tiền của bạn ở trong thế ở trong cái thời điểm từ năm 2023 trở lên ok và yeah I don't see you soon <laughs>